một phút 39 giây nhá anh nhá, 1 phút 39 giây. Xin chào mình là Hưng ơi. Ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Đấy các bạn ơi, hôm nay là đầu xuân năm mới các bạn nha. Mình tổ chức một trò chơi dân gian các bạn ạ. Đó là bịt mắt bắt lợn các bạn nha. Các bạn ơi, con lợn đấy. Vui các bạn ơi, dân đi các bạn ạ. Con lợn đấy các bạn nha. Nhìn nhúc anh ấy. Con lợn đấy gì giống Hưng các bạn ạ. Giống Hưng các bạn ạ. Giống lưng lợn các bạn ạ. Và luật chơi sẽ như thế này. Chúng ta có 8 người và chia làm 4 đội các bạn nha. Bốc thăm đội 1 là sẽ vào một đội, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đầu tiên, mỗi đội vào bịt mắt sẽ là 3 phút các bạn nhá. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Sau đó là cứ dần dần là sẽ giảm dần. Mỗi đội vào sẽ là 2 phút và 1 phút. Sau đó là cả hai đội vào với nhau. Kiểu như đội nào mà bắt được lợn thì vẫn được chơi vòng tiếp theo, và đội nào không bắt được thì sẽ loại nhá, hiểu chưa? Ok. Phần thưởng nhau vậy? Phần thưởng mình trao cho đội nào bắt được lợn sẽ là 5 triệu đồng các bạn nhá. Đấy, chắc không phạt rồi. Không phạt này, không phạt các bạn ạ. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Rồi, bốc thăm nha. Bốc thăm đi. Đấy. Này là nào. Nguyên nhạo bốc đây. Nguyên nhạo bốc. Các bạn ơi, mình bốc bạn nhá. Rồi. Ôi mình bốc 2 tờ lần. Số 3 nha mấy. Chị nói em với chị Lương số 1 à? Số 1 à? Số 4. Số 3. Anh Hưng. Thôi số 4 các bạn ơi. Số 2 các bạn ơi. Số 3. Vài đội. Có ai vài đội đấy? Số 1 đâu? Kiểu cái Lương. Kiểu cái Lương. Thế rồi. Số 1 này. 4 này. Mọi người ơi. Số 3 đây. Số 1 nha. Số 2. Ok. Đội số 1 chơi trước các bạn nha. Rồi các bạn ơi, đội của Lương và Trường, đội số 1 chơi trước các bạn nha. Ok các bạn ơi. Đấy, 3 phút các bạn ạ. Cố lên nào. Nhắm mắt vào. Ui, sao tối này. Bị bịt mắt không tối. Tối mọi người. Tối mới chơi được các bạn. Bịt mắt không tối và gọi là bịt mắt nữa. Gọi là mình chơi đâu. Không được mà. Mình sẽ bấm giờ các bạn nha. Đi nhá. Em lo đứng quay đây cổ vũ đây. Rồi cổ vũ nha. Ok, được chưa? Được rồi ơi. Đứng vào đây cổ vũ nào. Bấm giờ chưa? Mỗi người một góc. Nào bắt đầu bấm giờ nhá. Đưa hai cái đúng rồi. Bấm giờ đi. Không nhìn gì luôn. 1 2 3 bắt đầu. Đấy bấm giờ nhá. Các bạn ơi, vừa lấy là lợn nó sổng ra ngoài nhá, bây giờ chi lại vào đó. Đấy, bắt đầu bấm giờ lại nha. Rồi, bắt đầu đi. Đấy các bạn ơi, giờ mình phải làm thêm cái này nó cao hơn các bạn nhé. 1m2 các bạn ạ. Đấy, lần này con lợn không thể phi nổi các bạn ạ. Đấy, vừa đấy rất là khổ các bạn nhỉ. Rồi. Bạn ơi, đấy bây giờ sẽ ấy lại các bạn nhá. Vừa đấy con lợn nó nhảy khỏe các bạn, nó vượt qua bạn nhá. Lần này chắc chắn là không vượt qua các bạn ạ. Rồi. Rồi bây giờ bấm giờ bạn này. Rồi bắt đầu. Go!
Cố lên. 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 Bên trái, bên trái. Vô, vô, vô rồi. Trường, trường trả vô rồi. Cố lên. Đấy. Đằng sau. Cố lên. Đây, 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 đằng này, đằng này. Đấy. Chân luôn. Cố lên. Thắng. Thắng. Thắng, bên trái, bên trái. Thắng, vô đi. Trường nhảy vô. Trái. Vô. Vô, vô, vô. Bên phải, vô. Vô. Bên phải, bên phải. Bên phải, bên phải. Ôi, dài. 1 phút 15 giây rồi. Đằng sau. Cố lên. Cố lên. Quay lại đi. Cố lên. Đây, 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 sau này. Quay lại. Đây, 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 đây. Rất nhanh các bạn ạ. Chẳng nhìn đâu. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đây, đây. Bên phải, bên phải. Bên phải. Ui giời. Trường chả vô thì đứng chưa. Trường cứ đứng đơ đơ các bạn ạ. Ngu thật. Nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Con nhìn cái gì? Bịt mắt này con nhìn cái gì các bạn nhỉ? Bên phải Trường ơi. Đấy. Sau, 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 sau. Vô. Trường vô. Vô, vô, vô. Vô, trái. Rồi. Vô. 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 Đấy. Cố lên. Trường lên sau, Trường. Lên sau, lên sau, sau này. Trường ơi. Cố lên. 2 phút rồi. Trường ơi, vô bên trái à. Trường ơi, ta chơi bên trái. Trường ơi, ta chơi bên trái. Cố lên. Rồi, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Về trước mặt em. Đây. Trước mặt. Cố lên. Cố lên. Thẳng mặt, thẳng mặt luôn, thẳng mặt luôn. Rồi. Cố lên, cố lên. Cố lên. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Ôi. Thấy lợn sợ các bạn ạ. Đàn ông đàn trai thấy lợn sợ là còn rụt tay lại. Vô, vô, vô đi. Cắn đâu mà cắn. Cắn đâu mà cắn. Bao nhiêu, bao nhiêu. Rồi. Ok, thôi được rồi. Hết giờ rồi các bạn nhá. Đấy. Trường quá kém các bạn ạ. Trường không bằng lương. Trường không bằng lương các bạn nhá. Thôi Trường đi ra đi. Bộ đội số 2 đâu rồi. Vào đi. Ai, ai đổi ra này. Các bạn ơi. Đấy, bây giờ đến đội số 2 nhá, đó là Bách và Khánh các bạn ạ. Yeah! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Anh em nghĩ em phải chạy nhảy vào trong này, em quay cho nó đẹp anh ạ. Dừng vừa đấy đội này. Rồi, bắt đầu! Bắt đầu! Bắt đầu! Cố lên! 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 Ok. Ok, được rồi, 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 rồi. Rồi, 25 giây. Ok, phản ra, phản ra, phản ra. Rồi. Ok, đội 2 ra được. Đội 2 ra, rồi đội thứ 3. Anh ok. Cả lên đội 3 là mình nhá. Mình với gì? Rồi các bạn ơi. Giờ mình bước mặt tới. Giờ đến đội mình nhá. Đến được hơn. Nhìn thấy gì không anh? Đâu. Số mấy đây? Đấy. Chắc là nhìn thấy đấy. Không nhìn thấy. Nhìn biết mình mắt này biết nhìn thấy rồi các bạn. Không biết. Bộ chặt đi. Bỏ nhóc nhá. Chặt đấy. Rồi ok được rồi. Ok được chưa? Được chưa? Không biết lúc bỏ nhóc. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Nào các bạn ơi bắt đầu nhá. Bấm ra. Bắt đầu. Bắt đầu chưa? Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Wow. Bố. Mấy phút rồi? 12 phút rồi. Cố lên. Chân anh kìa, chân cả làm như đi này. Rồi nha các bạn nha. Lên lên vô. Chân, 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 chân,
Một phút 39 giây nha bạn nha. Một phút 39 giây. Tuyệt vời em ơi. Là Hưng bên nó có cảm nghĩ gì khi bắt lại có đến bạn không? Mà và rất vui em ạ. Bắn em luôn các bạn. Đấy, cũng đẳng cấp. Nhưng mà không đẳng cấp bằng Bách các bạn. Ra đội thứ mấy ạ? Đội thứ tư. Rồi đến đội mình nha bạn nha. Rồi các bạn ơi. Đến thội số 4 nha bạn nha. Số 4 mọi người ơi. Đấy. Ui nhẹ nhẹ đau. Từ từ, tại sao mình sẽ chửi các bạn ạ? Sao. Mệt quá anh em ơi. Mùi gì thôi. Thú gì thôi. Tay thối lắm mà. Không gì thấy. Tí gì. Anh Nguyễn Hôm đợi nha. Ồ được chưa. Bắt đầu. Cố ơi, bắt đầu ơi, tung. Cố ơi, cố quá chứ khổ. Rồi. Ba đội đây chiến thắng. Ba đội chiến thắng. Ngang cháu lòng quá. Đấy, rồi. Ba đội đúng không? Bây giờ là 1 phút. Đấy, 1 phút, hiểu chưa? Ba đội. Số 2 vào. Rồi, đội số 2 vào trước đi. Đội số 2 vào trước, đội số 1 lại rồi. Đội số 2 vào đi. Rồi, đội số 2 vào. Đây là vòng bán kết. Rồi, anh Hoàng buộc vào đi. Cái này phải bắt bằng thính giác quá. Đúng rồi. Anh Hoàng buộc kín nào. Các bạn đưa mình nha, bạn nha, đến đội mình nha. Ta thính ương nhỉ, đánh giác. Rồi đội số 2. Đấy, bây giờ là 1 phút các bạn nha. Vòng này sẽ là 1 phút. Bắt lợn lưới các bạn nha. Các bạn ơi, vòng thứ 2 này là mỗi là 1 phút các bạn nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bấm đời nha. Bắt đầu. Cố lên. Rồi, đội số 2 các bạn nhá. Đã bắt được 1 phút 20 giây bắt được rồi. 1 phút 30 giây các bạn. Bây giờ đến đội số 3 các bạn nhá, và đội của mình. Cố ơi. Bạn đi. Bạn Duy ơi à, thằng này chết rồi, tí chứ Vin. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu. Go! 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 Go
Ôi, bông một cây các bạn ạ. Bông xong rồi ạ. Đúng vậy đây rồi. Bên phải. Bên đây này. 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 Rồi các bạn ơi, giờ còn đội này tranh giải với đội 2 các bạn nhá. Đội 4 sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu. Cố lên. 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 Đấy, yeah, nhanh nhanh nhỉ? Yeah. Vâng nhá, hai đội chiến thắng vào bắt cùng nhau, sao đội nào bắt được? Rồi, bây giờ hai đội chiến thắng vào đây cùng bắt các bạn nhá. Đấy, nhanh thật. Bắt mà. Rất giỏi nhỉ? Rồi, rất giỏi, bạn đã mày, 30 giây đã bắt được rồi. Làm gì đến 30 giây? Không đến 20 giây. Không đến, kéo không đến 10 giây nhỉ? Hơn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, các bạn ơi, đội này các bạn nhá, ai bắt được lợn trước là đội chiến thắng các bạn nhá. Chiều. Hiểu chưa? Được rồi. Bắt đầu. Ôi! Rồi! Bắt được rồi! Rồi! Bắt rồi! 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 Đấy, rồi đội của Bách chiến thắng các bạn nha. Yeah! Đặc cấp luôn các bạn nhỉ. Đặc cấp luôn. Con lợn này dễ bắt quá các bạn nhỉ. Đấy, con này mệt rồi các bạn ạ. Nó vẫn vui anh em ạ. Vẫn vui. Mỏi thật đấy các bạn. Ok, đội Bách nhau khánh như này tưởng không thắng mà lại chiến thắng.